Sao giờ này chưa gội đầu hả con? Trời vẫn còn rét mẹ ạ. Thôi được rồi, về nhà đi, lát nữa mẹ gội cho. Cái tấm nước trứng làng là tương tư hả mẹ? Làm người ai mà chẳng tương tư. Mẹ ơi, thế tương tư là gì ạ? Tương tư là... Mà thôi, lớn lên rồi con sẽ khác hiểu. Cởi về áo ra, mẹ tắm luôn cho. Lên lòng thảnh mà không sạch, người ta khinh cho đấy con ạ. Con không cởi đâu, bọn nó cứ nhìn, bọn nó hay rình trộm lắm. Không sao, bọn chúng đi cả rồi. Con không tắm đâu. Tại sao? Con sợ tương tư lắm. Nó còn nhớ con không hả mẹ? Con hãy hỏi con ấy. Về nhà mẹ tắm cho. Mau lên, thầy cả sắp tới rồi. Chú chờ tôi ở đây nhé. Vâng ạ. Xong rồi con. Nào, con đi thử cho mẹ xem. Dạ. Khi con đi, con nhớ kẹp hai ngón chân vào chốt cho thật chặt, cho guốc khỏi rơi ra. Dạ. Con gái của mẹ xinh quá. Có ai ở nhà không? Dạ, chào thầy ạ. Quán hạnh ngộ mà vắng vẻ điều hưu thế này ư? Thưa thầy, tháng 7 là tháng cô hồn các đàn, vắng khách, nên dì xin cho các chị em nghỉ đến hết tháng ạ. Dạ, mời thầy vào trong nhà. Dạ, cháu lạy bác ạ. Con lại đây, con phải chào là thầy chứ. Dạ, con lạy thầy ạ. Dạ thưa thầy, cháu nó đây ạ. Được. Dạ, mời thầy xơi nước ạ. Nàng cứ kệ tôi. Mọi việc xong cả rồi chứ? Tạ ơn thầy, mọi chuyện xong hết cả rồi ạ. Nàng vấn lẹ tóc cho cháu đi đã. Dạ, xin thầy ạ. Dạ, nhờ thầy lo cho cháu ở trên đường. Nàng đừng làm ta khó xử. Thầy Nguyễn nhận đã là hồng phúc của cháu lắm rồi ạ. Xin thầy. Nàng làm vậy, thầy Nguyễn không vừa lòng đâu. Đi đi con, cố học cho tốt, lòng thành mới là đất của con.
Đi thôi con, ta đi đây. Mong thầy và cháu thượng lộ bình an. Con đi nhá. Dạ. Cha của con có ai về thăm con không? Nói thật đi, có phải con bé mang dòng máu nghi đức hầu ta đúng không? Kìa, em xin mình để cho con nó ngủ. Con bé có khuôn mặt buồn và quá nghiêm nghị. Người có khuôn mặt nội tâm như nó không nên ra đời. Ai dạy đàn cho con? Dạ, cũng mẹ con ạ. Ngoài đàn, mẹ con còn dạy những gì? Dạ, mẹ con dạy chữ, dạy hát, dạy phải sống có lễ tiết ạ. Tốt, tốt lắm. Thế còn gì con? Dạ, dì dạy con cách sông hương hoa nhài, hoa bưởi với hoa ngâu cho người thơm tho. À, rồi cách làm sáp bôi lên tóc và cách làm thế nào để con trai nó mê mình. Thưa thầy, con có gì thất thố phải không ạ? Ồ, không không, con hồn nhiên lắm. Thôi, muộn rồi, đi ngủ đi con. Đánh ra. Đánh ra. Đây. Cút. Đây. Ta đi nào. Đi thôi con. Lại thầy. Lại thầy ạ. À ừ. Vào đi. Thầy đã về ạ. Dạ. Thầy đi đường chắc vất vả. Dạ, không có gì ạ. Dạ. Các trò ở nhà thế nào ạ? Dạ thưa thầy, các trò ngoan lắm ạ. Thầy vào nhà đi. Dạ. Thầy Nguyễn hôm qua có ý trông thầy về ạ. Dạ. Dạ. Ê, này, thầy quản đi rồi. Hả? Thầy quản đi rồi à? Hả? Hả? Thầy đi rồi ạ. Chơi que không? Chúng mình chơi nhá. Thế này này. Thầy bế cháu vào đi. Dạ. Dạ. Rồi ôi là rồi ôi. Học hành. Học hành như thế hả?
Sáng xế phan lưu. Sáng xế phan lưu. U lưu pha xế sáng. Sáng xế phan lưu. U lưu pha xế sáng. Vào đây con. Thưa thầy, con đã về ạ. À? Anh ngồi xuống đi. Dạ. Con lại lại thầy đi con. Dạ. Dạ. Con lại thầy ạ. Đứng lên đi con. Dạ. Ở dưới quê con đã đàn cho thầy cả nghe chưa? Dạ thưa thầy, chưa ạ. Vậy thì con đàn và hát cho ta nghe một khúc được không? Dạ vâng ạ. Giờ ngọ đã đến, cho nghỉ. Sao, không sao. Việc đứt dây đàn cũng là lẽ thường tình. Con đừng lo sợ. Con xin nghe lời thầy. Con có khiếu. Song tiếng đàn của con nhạt lắm. Thưa thầy con. Con đưa tay đây. Tay kia. Ta nhận con. Nhưng muốn được hơn người thì con phải chịu khổ hơn người. Đó là mệnh của con. Con xin đa tạ thầy. Này con. Dạ. Ở quê tên con là gì? Dạ thưa thầy, ở quê tên con là Gái ạ. Gái. Cái tên nghe nôm na quá. Không được. Từ nay tên con là Cầm. Con nhớ chưa? Dạ thưa thầy, con nhớ rồi ạ. Từ nay tên con là Cầm. Đã tới giờ mùi. Giờ mùi đã tới. Cái tay, cái tay. Ừ,
quê đằng ấy ở đâu? Mình ở Thanh Hoa ngoại, còn đằng ấy ở đâu? Tôi ở Sơn Nam Hạ. Còn bạn, quê bạn ở đâu? Tôi thế này được chưa? Ở Kinh Bắc, ở làm chi? Được rồi, cảm ơn tôi nhá. Mình học trong bao lâu? Thầy bảo nhanh nhất cũng phải mất 3 năm, còn nếu không phải 5 năm mới thành tài. Học thành tài xong thì chúng mình làm gì? Nếu giỏi thì sẽ được đàn hát hầu đức vua và các quan đại thần. Còn nếu không được? Thì xin vào các giáo phường hát cho qua lại, thư sinh. Nếu thấp hơn thì hát ở các tiểu quán, xong bài kiếm tiền. Ừ đây, tớ làm đây. Mình sẽ không hát ở tiểu quán hay xong bài đâu. Thuốc bắc ngâm tay, ngâm tay thuốc bắc. Thuốc sẽ khiến cho bàn tay các con mềm mại, thơm tho. Ta cho nhắm mắt lại, từ từ đưa tay vào chậu, mềm mại, nhẹ nhàng. Bàn tay ta, bàn tay ta là nghiệp của ta, là quả của ta. Ha, thầy Nguyễn dạy ta, bàn tay ta là tài của ta, là đức của ta. Mùa xuân hoa đào nở thắm đất ya trời, tiếng đàn nhị của ta cùng chúc tân xuân nhị. Tiếng đàn của ta khiến lòng người vương say. Đây 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 đây. Chị với chị ạ. Tân Khoa Tố Như, liệu hôm nay có bị lôi đả chăng? Sẽ đánh ư? Ta đã có hiền thê rồi Phạm Sinh à? Hạ Kiều, rước quan lớn. Dạ, bẩm cụ lớn đã về ạ. Ừ. Dạ thưa cụ, cậu Bảy cũng vừa mới về tới ạ. Bảo Tố Như chờ ta. Dạ. Thưa, anh đã về ạ. Tố Như, ở trong chiều, ta nghe đông các học sĩ nói em vừa thi đậu tam trường. Ta rất mừng. Em đã báo cho Hiền Thê biết chưa? Em sẽ nhờ anh Đoàn Nguyên Tuấn báo ạ. Ừ, vậy cũng được. Ừ.
Anh có tâm sự gì à? Tình hình triều chính nhiều biến động. Quân kiều binh cay thế ngày càng càn rỡ, ngang ngược. Chúng hãy sách cả các quan đại thần, sách mé cả với chú thượng, bóc lột dân lành. Là quốc sư tham tụng, nhìn chúng ngông nghênh ngang ngược mà ta phải bấm bụng làm ngơ. Ta thật xấu hổ. Chẳng lẽ không có cách gì trị tội được chúng sao? Ta làm được gì đấy hả Tố Như? Đến chúa thượng cũng phải sợ chúng, vì chúa là do chúng dựng lên. Chúng đã phế truất Tôn Đô Vương Trịnh Cán, chúng giết Đình Bảo, đến Nguyễn Hữu Trình cũng phải chạy hàng quân Tây Sơn. Đúng là phải mạnh tay mới lập lại được kỳ cương phép nước. Đúng là quân bất kỳ, tất bất trị. Xin anh đừng lo lắng quá mà tổn hại thân tâm. Ta cũng vừa tấu trình lên chú thượng đề đạt với đức vua bổ nhiệm em làm chánh thủ Thái Nguyên thay cho cha nuôi em vừa mất. Em xin đa tạ anh. Em đã lớn rồi mà vẫn phải sống nhờ vào anh. Nhiều lúc em cảm thấy không đành lòng. Tố Như, lúc cha mất em còn nhỏ, rồi mẹ em lại mất, ta là anh cả, quyền huynh thế phụ, việc ta nuôi dạy em là lẽ thường tình. Về việc này em không cần lo nghĩ bận tâm. Chúng con lạy thầy ạ. Các thầy đã về ạ. Thầy ạ. Dạ. Các con, cái này là cái gì? Thưa thầy, cái đàn ạ. Đúng. Nó là một vật vô tri vô giác, nhưng nó sẽ trở nên hữu dụng nếu các con biến nó thành tiếng lòng của mình. Các con hãy thể hiện bản nhạc theo cảm nhận tinh tế của tâm can. Khi e lệ thì ngập ngừng, khi hờn giận thì đay nghiến, yêu thương thì thánh thót, phẫn nộ thì ảo ạt, buồn bã thì khoan nhặt, cung chúc thì phải rộn ràng. Con đàn bản Du Xuân cho ta nghe thử. Bây giờ con không nghe thấy tiếng đàn của con nữa. Dạ, sao vậy thưa thầy? Con hãy lắng nghe mùa xuân trong lòng con. Con phải nhìn thấy đất trời hoa nở. Lạy quan lớn ạ. Đứng lại. Đứng nào đây? Dạ thưa quan xuất nạp.
Hỏa xuất nạp à? Mang tin chúa cho ai? Xuống! Không được vô lễ. Ta là Thủy Trung Hầu. Cái gì? Đến chúa thượng, đức vua, chúng ta còn sắp xếp được. Thủy Trung Hầu, mày là cái gì? Hả? Không xuống, ông không cho mày đi. Thầy nói, người của phủ chúa mà. Chúng ta đưa chúa lên, nhưng lại chèn ép người của chúa, thì ông ấy còn vui thú gì khi làm chúa nữa. Thôi, tha cho nó đi. Nể lời anh em của tao, tha cho chúng mày đi. Đi. Thưa cậu, có quan Thủy Trung Hầu bên tòa xuất nạp tới ạ. Ta sẽ ra ngay. Dạ. Nguyễn Tố Như nhận sắc phong. Theo đề đạt từ phủ chúa, nay đức vua ban sắc phong Nguyễn Tố Như đậu tam trường kỳ thi năm Quý Mão, giữ chức chánh thủ Thái Nguyên, chất tông thất phẩm. Lạy thầy ạ. 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 Sáng sẽ phát liễu, sáng sẽ phát liễu. Thuốc bắc ngâm tay thuốc bắc. Ta dạy cho các con đàn bản chẳng khuyết. Khi đức vua nghe bản nhạc này, ngài đã ban thưởng. Người ngoài chưa bao giờ được nghe những công khúc như vậy. Ngay từ những sắc âm đầu tiên, người nghe phải cảm nhận được nỗi buồn nhẹ nhàng, sâu lắng, chảy từ từ vào tâm can. Dạ, thưa thầy, con hiểu ạ. Vầng trăng khuyết trên cao, giọt từng giọt, từng giọt, giọt thương, giọt nhớ người chinh phu trong lòng người cô phụ. Nào. Đây không phải là tiếng đàn. Đúng, đây không phải là tiếng đàn. Mà là tiếng ma, tiếng quỷ. Ma quỷ như mượn tay con bé ấy vậy. Đúng vậy, chúng ta chấp nhận
cho con bé xung vào đội nữ nhạc công vua ở gia sư Nguyễn. Ngài thấy sao? Dạ, quốc cứu và tể tướng đã nói hết rồi. Xin đa tạ ngài. Dạ. Con lạy thầy. Đứng lên đi con. Thế là ta đã làm xong lời hứa đối với mẹ con. Từ ngày mai con đã trở thành người của đức vua. Ta không còn trách nhiệm đối với con nữa. Thưa thầy, con... Ta cho con cây đàn của ta để con có thể tự nuôi sống bản thân mình. Thôi con đi, đó là mệnh của con. Con lạy thầy, con đi. Sau khi chị Sâm mất, Tuyên Phi đặt Tư Huệ và Quần Huy đưa Trịnh Cán lên ngôi. Quân Tam Phủ nổi loạn, phế Trịnh Cán, lập Trịnh Khải lên ngôi chúa. Từ đó, vạn phiêu binh hoành hành khắp kinh kỳ. Dạ, con lạy quan ạ. Ta muốn gặp quan lớn. Dạ, bẩm đại nhân, có một người tự xưng là Lý An Quân xin được vào yết kiến ạ. Mời, mời vào. Thưa đại nhân, ngài còn nhớ kẻ tiểu nhân này chăng? Trời đất, Lý Thiên Sinh, bằng hữu của ta. Mời ngồi, mời ngồi. Mời ngồi. Vậy, bằng hữu ở đằng trong ra từ khi nào? Kẻ tiểu nhân vừa ra, lần này ra... cốt chỉ để thăm viếng phần mộ ông bà Kinh Bắc. Rồi hội ngộ anh em bằng hữu ở Long Thành. Nhưng... thưa đại nhân, xem ra Long Thành có vẻ không được yên. Quả đúng như vậy. Để bằng hữu phải bận tâm. Lỗi có phần ở khản này, mong bằng hữu thể tất cho. Nam mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, con lạy Đức Phật Di Đà. Phải chăng tiên sinh có điều chi phiền muộn? Lạy táo phủ thần quân chính thần. Ngày mai ta đi Thái Nguyên, tao chiếu chỉ của nhà vua. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng lòng ta không yên. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng phải thôi, phải lòng tiếng đàn học trò của thầy Nguyễn thì lòng làm sao mà yên được. Nghe nói cô ấy rất mộ thơ của Tố Như. Thôi nào Phạm Sinh, hãy vào đây cạn cùng ta bình rượu. Đêm nay ta buồn lắm. Xin cáo lỗi tiên sinh. Hiền thê ở nhà đang mong ngóng, mong sớm ngày tái ngộ. Chào quan lớn. Dạ, chào quan lớn ạ. Mời quan lớn vào dùng rượu. Mời quan lớn dùng rượu. Quan lớn có tâm sự gì chăng? Ta muốn được uống rượu một mình. Dạ, vâng ạ. Mời. Này được gặp đại nhân, lại được ngài ban cho chén rượu, thật là thỏa lòng ước nguyện.
Ấy ấy ấy, không dám, không dám. Mời tiên sinh. Đến Long Thành, tiểu nhân được biết tin em của ngài đậu tam trường. Đúng vậy. Theo cạn nghĩ, thơ Tố Như sau này có thể sánh cùng được các thi sĩ đường Tống. Lý tiên sinh, không dám, thật không dám. Quan lớn nghỉ lại đây chứ à? Không, ta về. Đóng cửa lại đi em. Vâng ạ. Quan lớn, thì quan lớn đừng đi. Ta không sao, nàng cứ để ta đi. Không, xin quan lớn, đêm nào ngoài kia cũng có cảnh giết người cướp của. Nếu họ gặp quan lớn, họ sẽ không tha cho quan lớn đâu. Đã đến giờ cấm cửa, mọi nhà đóng cửa, phòng chống trộm cắp, xem lại bếp núc, cẩn thận, đề phòng. Cái gì thế? Ông nói cẩn thận, kêu binh đấy. Bây giờ bây giờ. Thằng kia. Mày vừa nói cái gì? Dạ con đây đến bây giờ cấm cửa. Con để mẹ nó chứ. Con không dám. Nó vừa nói là bọn kêu binh xong. Dạ. Điện sư mày. Dạ. Mày dám gọi các ông là bọn kêu binh à? Dạ. Để tính kêu binh. Con lại không. Các con thấy tôi nguyên cản ở đâu? Dạ. Mày bảo sao? Dạ. Đi. Ôi anh em, thằng Khản nó giết người của chúng ta. Nhà gì mà to thế? Thằng Khản, mở cửa ra ngay. Được em đây. Dạ. Dạ, bẩm cụ lớn. Chúng nó đòi phá cổng, có mở không ạ? Dạ thưa cụ. Bẩm cụ ra, bọn ta là quân thân vệ phủ chúa đây. Bẩm cụ mau, ông phá cổng bây giờ. Không có gì mà phủ chính sai người giết chết bảy anh em của chúng tao. Giết nó. Đại nhân, đại nhân, đội quân lớn đi mọc, cũng được để rơi vào tay chúng nó. Mời anh em, xông lên, kêu binh, đứng lại, không được vô lễ. Chó này, mày là thằng nào mà dám? Ta là Lý An Quân, bạn của quan tham tụng. Yeah. Không lùi, lùi, đi lên, đi xông lên, anh em, giết nó đi, xông lên, giết nó đi, đi lên, đi lên, xông lên, giết nó đi.
Lại cậu, cậu đã về ạ? Cậu ơi, cậu đã về ạ? Cậu vẫn còn sống. Anh ta đâu? Dạ, quan tham tụng lánh đi rồi ạ. Anh ta lánh đi đâu? Dạ thưa, có thể quan tham tụng đến chỗ điền nhà Khẩu, trấn thủ thành Sơn Tây ạ. Sau khi ta đi rồi, các người hãy chôn cất họ cho tử tế, rồi chờ anh ta về sẽ liệu. Dạ vâng ạ. Sau khi phá nhà Nguyễn Khản, tháng 2, kiêu binh ép chúa Trịnh Khải và vua Lê Hiển Tông xuất ngôi thái tử Duy Cẩn, đưa Duy Kỳ lên thái tôn. Kinh thành lại rơi vào hỗn loạn. Ai? Quan tham tụng Nguyễn Khản. Dạ, kính rước cụ lớn ạ. Bọn kiều binh là cái quái gì mà anh phải lo lắng? Chúng chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp, mạnh về sức, óc là phân là do. Có cái gì đâu mà anh phải bất tâm. Điều lo ngại ở đây không chỉ có bọn kiêu binh, mà quan trọng là có rất nhiều quan lại vào hùa với chúng. Chúa thượng, do chúng đưa lên, biết chúng làm cản, nhưng vì nhu nhược nên không dám đụng tới. Em có kế này khiến bọn chúng chết giáo. Nói đi. Hiện tại dân chúng bốn chấn đều căm ghét bọn kiêu binh. Nếu lấy danh nghĩa diệt kiêu binh để hiệu triệu, thì chỉ cần hô một tiếng là mọi người hưởng ứng ngay. Chấn Sơn Tây đã có e. Vùng Phiên Mục có Diễn Quận Công, năm xưa mắc tội, được anh cứu giúp. Chấn Sơn Nam có Quận Thạc, Thần Trung Hầu ở Kinh Bắc, Thái Đình Hầu ở Hải Dương, đều là những bằng hữu thao lược mưu trí. Như vậy có nghĩa là ta phải soạn mật lệnh rồi cho người tâm phúc về kinh tâu với chúa thượng, sau đó sai họ bí mật nuôi nghĩa sĩ, giữ vững dinh trấn và chờ mật lệnh của ta. Đúng vậy. Ở mặt chỉ này, anh sẽ là người ra lệnh khởi binh. Anh là tể tướng, lại là quốc sư, chấn nào mà không tuân theo? Đây là việc trọng đại, nhưng chúa thượng vẫn đang nằm trong tay bọn chúng. Ném chuột, không nghĩ tới lọ quý ư? Cố lên, kiều binh tới bây giờ đấy. Đứng dậy đi, đi nào. Mình mệt lắm, ta ngày đi trước đi. Nhưng biết mình trong đội nữ nhạc công vua, là bọn kiều binh nó làm nhục đấy. Chết thì đành chết, mình đi không nổi nữa. Thôi, mình đi trước đây. Đến Kim Đồng, hỏi gió phường họ Đào nhá. Chúng mình chờ. Vâng. Đi. Lắng nghe dòng máu đỏ trắng hoa đỏ.
nàng không biết ta đâu. Tên ta là Du, thường gọi là Tố Như. Hôm vừa rồi ta đã được nghe nàng đàn ở nhà anh ta. Chẳng lẽ em ruột quan tể tướng ư? Nàng ngồi đi. Dạ. Ta là em cùng cha khác mẹ với quan tể tướng. Trời ơi, chẳng lẽ chàng cũng gặp tai họa ư? Ta cũng là người mang cùng một nỗi đau như tất cả mọi người. Thường khi xúc động, người ta khóc bằng hai mắt. Vậy mà nàng chỉ có một dòng lệ là sao? Mẹ em bảo, dù đau khổ thế nào, cũng chỉ nên khóc một mắt thôi. Mắt còn lại không khóc, để nhìn thấy đường mà đi. Mẹ nàng dậy vậy ư? Vâng ạ. Chạy thôi nào, chúng sắp tới nơi rồi. Ta ra phía bờ sau. Ừ, ta đi. Mẹ đang làm gì? Trước đây mẹ em cũng là ca nương. Nhiều lần mẹ em được quan đại tư đồ Xuân Quận Công mời đến dinh thự để hầu hạ. Vậy là mẹ nàng cũng là chỗ thân quen với nhà ta rồi. Chẳng nói sao? Em không hiểu. Cha ta chính là Xuân Quận Công. Ôi. Năm ta lên 10 thì cha ta mất. Năm ta lên 12 thì mẹ cũng mất. Ta sống với anh cả là quan tham tụng. Nhà của anh ta bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Quân Kiều Bình phải nhà quan tham tụng sao? Đúng vậy. Còn nàng, tại sao ra nông nỗi này? Em đâu biết chuyện cung vua phủ chúa thế nào. Được hầu hạ đức vua và nhà chúa, tưởng là đã có phúc. Nào ngờ bị hoa. Giờ chàng đi đâu? Ta định đi Thái Nguyên. Thái Nguyên chắc không bị loạn. Chờ cho yên hẳn rồi chàng hãy đi. Chàng mặc đi kẻo lạnh. Nàng cứ mặc đi, ta chịu đựng được mà. Mặt nàng thâm tím hết rồi kìa.
ngồi đây, ngồi xuống. Ngồi đây. Đó, ăn đi anh em. Sẽ quá. Nàng nóng quá. Nó đi rồi. Đồ chó. Đinh nổi loạn à? Giết. Giết. Chàng cũng sao? Không sao thật chứ? Ta không sao. Nàng có chuyện gì vậy? Em thấy chúng đâm mũi giáo xuyên qua ngực chàng. Nàng đừng lo lắng quá. Trời sáng rồi. Chàng đi Thái Nguyên đi. Còn nàng? Chàng đừng lo cho em. Trước mắt em sẽ về quê đã. Khi nào yên hàn em sẽ về lại Long Thành. Nàng về Long Thành mà làm chi? Mẹ em bảo Long Thành là đất của em. Thầy Nguyễn nói cuộc đời em sẽ gửi thân ở đó. Ta muốn đưa nàng theo lắm, nhưng khốn thay, thân phận của ta bây giờ cũng chẳng khác gì nàng. Đây là bài thơ ta mới viết, ta tặng nàng. Ta còn một ít tiền, nàng cầm lấy đi. Thơ thì em xin nhận, còn tiền chàng cất đi. Em... Nàng giữ lấy đi đường mà tiêu. Đường về Thanh Hoa ngoại còn xa lắm. Nàng cầm lấy đi. Nếu ta có duyên, ắt sẽ gặp lại. Nhớ ta sao? Về thôi, nhanh lên. Muộn rồi. Gì?
ơi. Ai như cái gái. Ôi, gì? Cháu tôi. Cháu ở kẻ chợ kia mà. Sao về đột ngột thế này? Long Thành có biến loạn lắm gì ạ? Cháu tôi bây giờ lớn quá. Cháu học hành ra sao? Cháu học cũng được. Dì đi đâu thế này? Dì đi chùa cầu an. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Dì ơi, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu xuống kẻ chợ từ hôm qua. Có người ở đó chạy về báo là Nghi Đức Hầu vừa bị quân của phủ chúa chém trọng thương. Khó qua được. Trước khi chết, ông ấy muốn gặp mặt mẹ cháu. Nói thật đi, có phải con bé mang dòng máu Nghi Đức Hầu ta đúng không? Dì ơi, Nghi Đức Hầu có phải là cha cháu không? Dì cũng không biết. Nhưng cháu không được nói như vậy. Tại sao vậy hả dì? Nếu người ta biết, người ta sẽ khinh bỉ Nghi Đức Hầu. Có khi còn phế chức của ông ấy. Tại sao hả dì? Tại vì mẹ cháu là con hát. Còn gì? Dì cũng là con hát. Thế còn cháu? Cháu cũng là con hát.
bản quan đã khiến cho Thủy Trung Hầu vất vả quá. Không sao, không sao. Xin mời vào. Chúng ta thua rồi, thua rồi. Chúa ơi là Chúa. Anh nói thế nghĩa là sao? Khi nhận được tờ mật thư của quan tham tụng gửi về, nhà Chúa vui lắm. Chúa hạ chỉ cho Thạc Quận Công vào ngày 28 bí mật đến đón mình. Ngày mùng 1 các trấn khởi binh. Nào ngờ chuyện vỡ lở. Đẩy xuống làm thứ dân. Tình hình Long Thành ra sao? Dân tình náo loạn. Chợ búa đóng cửa. Bọn kiêu binh đang giam giữ Chúa ở trong phủ. Canh phòng rất cẩn mật. Lại bộ thượng thư Ngô Thị Nhậm cùng với em của ngài gia sư Nguyễn Đề cũng bỏ trốn biệt tích rồi. Tình thế này không thể thay đổi được nữa rồi. Âu cũng là số trời cả. Nở cơ máu vậy là xong. Chúa thương ơi, Chúa thương ơi, Chúa thương ơi là Chúa thương ơi. Ai dạy cháu bài này? Có một ông quan đi qua làng về ạ. Đúng đấy ạ. Thế ông ấy còn dạy gì nữa? Ông ta còn bầu nước ta sắp đại loạn ấy ạ. Ta cho các cháu tiền để ăn quà. Theo như đứa trẻ hát, đó là điềm báo nhà Chúa sắp tiêu vong. Này, đất nước tào loạn, xuất hiện nhiều điểm gở. Sông Thiên Đức ở Long Thành tự nhiên bị cạn khô một ngày đêm. Có hàng nghìn con quạ từ đâu kéo về đậu đầy vườn cây trong phủ Chúa, từ quảng quát suốt ngày suốt đêm. Nghe nói cháu ở Long Thành về, có biết câu sấm nào đọc ta nghe? Dạ, ở trong cung vua cũng xì xào câu sấm: giáp thìn hồ nổi sóng, quạ đen bay đầy trời, bính ngọ Chúa thượng chết, kinh thành đầy máu rơi. Nàng sắc sảo lắm, ta mời nàng. Đa tạ quan lớn. Thưa chắc các quan từ đằng trong ra. Xã tắc đang chào đào, phất đàn bà đôi khi phải biết lặng im. Xin các quan tha tội ạ. Như vậy là bài sấm ứng với sự xuất chinh của thượng công. Chính sự Bắc Hà quá mục ruộng. Vua không ra vua, Chúa không ra Chúa. Quan lớn trả được bao nhiêu ạ? Léo, ngươi không được phạm trượng. Đưa thuyền vào rồi ta cho tiền. Dạ vâng ạ. Xin quan lớn giữ lời ạ. Được vua đi đâu thế? Sang tàu. Sang tàu làm gì? Không biết. Thấy mang nhiều đồ đạc vào hòm xiềng quý hiếm lắm. Có vàng không? Có.
nhưng mà chắc chúng nó lột hết rồi. Ủa, thế à? Con nhà bà kia cũng nhanh lên, chết hết tất cả. Vâng ạ, vâng ạ. Mẹ con cháu đi đi ạ. Đỏ chân lên con ơi. Quá. Lên bờ đây kia kìa. Ui, u bé. Đâu bé đi. Đi ngay, u bé đi. Đi lên bác ơi. Ôi giời ơi, giảm chân lên bác ơi. Kìa. Thủy Trung Hồng. Tố Như xin bái kiến Thủy Trung Hồng. Quan chánh thủ đấy phải không? Dạ. Ông cũng tính đường theo hoàng thượng hay sao? Muộn rồi. Ngài nói sao ạ? Hoàng thượng đã bỏ sang tàu cầu cứu nhà Thanh, mượn binh phục quốc. Ta tụt qua, ta về, ta về mà. Nhục, nhục quá, nhục quá. Đức vua ơi là đức vua, ngài tính quẩn rồi. Nhiều quan lại trong triều đã theo Tây Sơn phản bội lại hoàng thượng. Còn ông, ông tính sao? Ba đời nhà tôi đã phụng sự đức vua. Vua có thể bỏ nước mà đi, nhưng dân đâu có thể bỏ nước mà đi được. Nếu ông không định đi theo Tây Sơn thì đi đi. Còn ngài, ta đã có con đường đi riêng của mình rồi. Còn ông, ông cứ đi con đường của ông đi. Xin bái biệt. Anh có tâm sự gì sao? Dạ, bẩm quan lớn. Anh cứ nói đi. Dạ, phía xa kia là làng con. Con đã xa nhà mấy năm nay. Vậy thì anh về nhà đi. Quan lớn không bắt tội con sao? Giữa chúng ta giờ đấy, chẳng còn ai là quan, ai là lính nữa. Anh cứ về nhà đi,
Cảm ơn anh đã giúp ta những ngày vừa qua. Thưa quan lớn, con thấy lo cho ngài. Với ta, anh không phải lo. Thú thật, bây giờ anh có theo ta, ta cũng chẳng biết lấy gì để nuôi anh nữa. À, chỉ còn gần này, anh cầm lấy mật tiêu. Quan lớn mà nghĩ việc nước nên không biết đấy thôi. Giờ này không ai tiêu tiền Cảnh Hưng nữa. Chỉ có tiền Quang Trung đại bảo. Quang Trung thông bảo là tiêu được thôi ạ. Thế là ta chẳng giúp được gì cho anh nữa rồi. Dạ, thưa quan lớn, quan lớn cho con về nhà là giúp cho con rồi ạ. À, ta còn chiếc áo này, anh cầm lấy mà mặc. Đa tạ quan lớn. Thôi, anh đi đi. Đã dọn quán rồi ư? À, dạ. Thời buổi loạn lạc phải dọn sớm ngài ạ. Nếu ngài muốn dùng vài chén rượu thì xin mời ngài vào trong này ạ. Dạ, xin mời quan lớn ạ. Ta không còn là quan lớn nữa. Bữa này ta muốn uống thật say, say để từ giã cõi đời. Nàng, nàng đừng làm thế. Quán của gái là quán Hạnh Ngộ thưa ngài. Nó không phải là nơi tống biệt à? Ta đùa vậy thôi. Nàng đẹp như thế này, ta làm sao có gan mà chết được. Dạ, em xin đa tạ ngài ạ. Dạ, mời quan lớn ạ. Nàng biết đàn ca chứ? Dạ thưa quan lớn, gái không biết. Nhưng con cháu của gái có biết chút ít ạ. Vậy thì nàng gọi cháu ra đây. À, dạ. Dạ, lệ quan lớn ạ. Ngồi đây gái. Ta từng gặp và nghe nàng đàn ở Dinh Kim Âu. Nhắc tới Dinh Kim Âu, gái chợt nhớ tới một người. Ai thế? Dạ, Tố Như ạ. Tố Như là em ta. Nó làm quan chánh thủ ở Thái Nguyên. Đất nước tao loạn. Ta cũng không biết được tính mạng Tố Như giờ đây thế nào. Bách niên thân thế quỷ phong trần, lữ thực giang tân hữu hải tân, cao hứng cửu vô hoàng cát mộng, hư danh vì phóng bạch đầu nhân. Mm-hmm.
Cơ đội mấy? Dạ, cơ đội tam. Vào quân canh ngay. Dạ. Thưa đô đốc, quân Thám Mã vừa báo quân Thanh đã vào đến Thăng Long rồi. Tiền quân của chúng, quân của chúng đang tiến về Gián Khẩu, tình hình như lửa đốt. Thưa đô đốc, theo tôi nghĩ trong nội nhật hôm nay Thượng Công sẽ lên ngôi hoàng đế và sẽ ra quân. Việc của ta hiện nay là cần phải soạn hịch ngay cho hoàng đế. Tiếc rằng Nguyễn Đề vẫn chưa đến. Thưa đô đốc, liệu ông ta có đến không? Quan lớn định đi đâu giờ này? Suốt đêm ta trằn trọc không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để về Tam Điệp cho kịp. Tam Điệp? Từ đây đến đó hơn 30 dặm, thưa quan lớn. Đúng vậy. Ta quyết định về với Tây Sơn. Quan lớn Vinh Hiển, xin đừng quên Tố Như. Chàng rất nhạy cảm và yếu đuối. Tất nhiên rồi, ta sẽ ghi nhớ lời nàng. Ngài gì ơi, dậy mau à. Họ chạy quân nào vậy cụ? Thì chạy quân Thanh chứ còn gì nữa. Quân Thanh đã chiếm được Long Thành, nghe nói phía đông chúng đã vào đến Vân Đồn. Còn quân Tây Sơn ý, thì đã rút về Tam Điệp rồi. Nước của nhà vua mà nhà vua không giữ, mình là dân đen thì biết làm thế nào. Thôi, quan lớn cũng chạy đi. Về Quỳnh Côi đi đường nào gần hả cụ? Sao quan lớn lại hỏi về Quỳnh Côi? Chẳng giấu gì cụ, gia đình ta ở đấy. Quan lớn điên à? Đấy là hướng có giặc. Thưa cụ. Thôi được, quan lớn xuống thuyền, tôi đưa quan lớn qua sông. Quan Thanh Ngộ, vào. Quan Ngộ, ác lắm gì ạ? Các người chạy đi đâu khỏi đất này? Đừng sợ, quân Thiên Triều chỉ đánh bọn Tây Sơn để khôi phục nhà Lê thôi. Hiện nhà vua đang ở Thăng Long, ngài cho tìm đội nữ nhạc để góp vui cho quan quân. Trời ơi, mình sao mình khổ thế này? Bấy lâu nay mình ở những đâu? Sao lại tàn tạ thế này hả mình? Trở lại thế này mà mình ăn mà phong phanh thế. Mình phải thương cái thân mình chứ. Khổ thân, mình ngồi xuống đây. Mình đói lắm phải không? Hay là đem lục khoai cho mình ăn tạm nhá. Rồi em nấu nước cho mình tắm gội nữa. Anh Tuấn à, sau khi chúa chạy qua Sứ Đồng, ta cùng các quan lại địa phương, bộ quân đứng lên giúp vua, nhưng việc không thành, đành bỏ về nhà. Đoàn Thị, Trâm Tiểu. Dạ.
Mời. Mời anh. Em cũng định theo nhà vua, nhưng em không thể. Em buồn rồi đi phiêu bạt khắp nơi. Em mời anh. Nhà lên mặt rồi, đi mời ngoại bang về phục quốc thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tại sao em không theo Tây Sơn? Các văn thần như Ngô Thị Nhậm, Phan Huy Ích, Ninh Tốn đều theo Tây Sơn cả rồi. Anh nghe nói anh trai em cũng đã theo Tây Sơn. Nguyễn Đề ư? Ừ. Nghe đâu nhà Tây Sơn trải thảm trọng dụng anh ấy. Còn anh thì sao? Ta cũng đã nhận lời về với Tây Sơn. Mai ta đi. Em tiếc không? Tùy em. Nhưng trước mắt em về hiền muội cứ ở đây đã. Cha đã mất rồi, nhưng nhà là của chúng ta. Em đừng ngại. Em chị cá bát chuyện của ti u lẻn tay tao hồi dưỡng hội tung lưng tao mấy mắt chẳng không ông bài. Mình còn lạnh lắm không? Những ngày xa em, ai là người chăm sóc mình?唱乜嘢？系呢首歌叫《越南越行》，佢系安南古老嘅曲调。越南人咧叫佢梁曲，佢嘅来源咧系汉代前期嘅曲调。你系点知道噶？吾皇先师从系咁样教我哋，梁曲同埋跳神系胶州嘅一种舞神，终身自洗。出征之前经常烧香，嗌细路过嚟唱梁曲，把红布盖过头，东跳西跳。佢以为咁做好权威，但系最后仲系俾敌军杀死。嗰个系咩意思？唔好听梁曲跳神，嗰个都系魔鬼嘅话。我想睇，我想知道安南魔鬼系点噶。
Điểm cả kiểu mô quay. Ô tô nghỉ lấy trong cô. Cho sản phà. Hey. Làn hai, bố hai. Bố hai lắm. Ta muốn tổ nàng về trung yên hậu hạ đó. Nàng nghĩ sao? Dạ, không. Không, gái không muốn đi đâu hết. Xin quan lớn cho gái ở lại Long Thành. Bình chứ, lão quả. Xung nhập lắm đâu. Xàm, lão quả không. Không, dạ. Mình uống ít thôi. Bữa nay em không vay mượn được. Mình ăn tạm vài trái sung lót dạ nhá. Bản vô văn tự năng tăng mệnh, hà sự kiền khôn thác đố nhân. Thư kiếm vô thành sinh kế xúc, xuân thu đại tự bạch đầu tân. Bẩm cô, có các quan bên tham lĩnh muốn được cô tiếp ạ. Lũ sầu mọt ấy à? Ta không tiếp. Nhưng thưa cô, họ cứ đòi. Ta nói rồi, không tiếp. Dạ, mời thầy ạ. Mời con bác. Tiên sinh vừa đi sứ về, tôi chưa kịp viếng thăm thì tiên sinh đã tới. Mời tiên sinh. Xin mời. Tôi lên tượng. Tố Như chơi cờ cũng thường lên tượng để thủ. Tố Như. Mời quan lớn ạ. Mời tiên sinh. Xin mời. Tôi càng phú quý bao nhiêu, càng thương Tố Như bấy nhiêu. Tôi đã viết cho nó lá thư, tính gửi về Quỳnh Côi, xem nó còn ở đó không. Thế thì tiên sinh đưa cho tôi. 3 ngày nữa có người về Quỳnh Côi, có thể Tố Như còn ở đó. Trong thư, Nguyễn Huynh nói gì vậy mình? Nguyễn Huynh thương nhớ ta, lại được lệnh triệu về kinh. Nguyễn Huynh muốn gặp ta. Từ khi anh cả ta mất, anh em ta lưu lạc. Nguyễn Huynh,
Tổ Như. Em ơi, nhận được thư của anh là em lên ngay. Đã 8-9 năm rồi, anh em mình chưa gặp lại. Hình như em không được khỏe. Dạ, em vẫn bình thường ạ. Năm ngoái em về thăm quê, gia đình ta giờ tan nát hết cả. Anh Quýnh Mộ Quân chống Tây Sơn bị bắt, không chịu đầu hàng nên bị giết. Quân Tây Sơn tức giận, phá tan cả làng Tiên Điền. Nhiều quan quân trung thành với nhà Lê cũng tự sát rồi chết theo. Đạo làm người chỉ có một, nhưng người hành đạo thường bất đồng. Âu cũng là lẽ trời vậy. Ở Tàu, nước là của vua, mang tên vua. Ở ta, nước là của chung. Hải lý đó hoàn toàn khác nhau. Hiện thời, quân Tây Sơn đang thịnh. Ta nghĩ em nên ra giúp nước mới phải. Cứ nghĩ đến việc quân Tây Sơn phá nát làng Tiên Điền là lòng em đau đớn. Em bây giờ lớn rồi, khó ai là tùy em. Lạy trời lạy Phật. Mời quan. Mời quan. Mời quan anh. Ta mời nàng. Xin đa tạ quan lớn. Nàng có nhận ra ai kia không? Mời. Mời. Bẩm cụ lớn, có hai mợ bên giáo phường Khán Xuân xin được gặp ạ. Thưa quan lớn, gái đến đường đột thế này có làm quan lớn khó xử không? Ồ không, ta vui vì được nàng ghé thăm. Mời. Gái đến nhà ngoài việc thăm quan lớn còn vì một việc khác nữa. Ta biết. Mời hai nàng ngồi. Bây giờ nàng dùng gì nào? Rượu hay trà? Quan lớn cho gái được uống rượu. Cho rượu. Dạ. Quan lớn về Phú Xuân
Chẳng hay có đưa Tố Như tiên sinh về cùng không? Ta vẫn nhớ lời nàng nói ở quán Hạnh Ngộ năm nào. Nhưng Tố Như có ý nguyện của nó. Dạ. Ta nghe giọng nàng vẫn ngọt ngào như xưa. Gần 10 năm rồi mới gặp lại chàng. Hôm nay gái tới đây, trước là để chia tay với Nguyễn Huynh, sau là để tiếp chuyện chàng. Nếu chàng không chê gái là phường sướng ca vô loài, thì xin uống với gái chén rượu. Tố Như, ta mời nàng. Sinh tiền bất tận, tôn trung tửu, tử hậu thủy kiêu, mộ thượng bôi. Gái xin uống cạn chén rượu này, để hậu thế sẽ tưới rượu lên mộ chàng. Xem nàng gầy đàn, ta lại nhớ đến những ngày chạy loạn cùng nàng ở Điếm Canh. Nhiều lần ta định tìm nàng, nhưng trời đất rộng lớn, càn qua liên miên. Trời đã không bắt gái quên chàng, nên đã cho gái gặp được Nguyễn Huynh. Gái đã từng mạn phép ngâm thêm nhiều bài thơ của chàng. Thơ của ta lời lẽ còn vụng về lắm. Với gái, chàng không cần phải khách khí như vậy, phải không thưa Nguyễn Huynh? Đúng vậy. Mời ngồi. Giờ ta sẽ uống với hai nàng. Mời. Hôm nay là ngày vui, gái xin hầu rượu hai huynh đến say thì thôi. Mời, xin kính Nguyễn Huynh. Kìa, nàng say rồi ư? Không thể cho gái uống nữa. Gái không say đâu. Này nàng, nàng say rồi. Không thể. Không thể. Dạ thưa quan lớn. Cứ để cho ta. Thank you.
Thứ lỗi cho ta. Nhiều năm qua đi, kể từ khi ta trở vào Nam, Long Thành không còn nhìn thấy nữa, dù trong gang tấc. Mùa xuân năm nay, ta phụng mệnh Đức Vua đi sứ Trung Quốc. Trên đường đi, có ghé qua Long Thành. Thưa Chánh Sứ, cần Chánh Điện Học Sĩ, ngài đi đường có vất vả lắm không ạ? Phạm Sinh, đừng trêu ta nữa. Chẳng hay tên Sinh có khỏe không? Tôi cứ tưởng bằng hữu đã quên mất Phạm Sinh này rồi chứ. Mời tiên sinh. Đã 20 năm rồi mới về lại Long Thành. Cảnh cũ còn đó, nhưng người quen thì chẳng còn ai cả. Ngoài huynh, đúng là kỷ sứ tang điền biến thương hải, nương dâu biến thành biển cả. Chà, tối như bao năm rồi huynh vẫn như vậy, vẫn tư lự khổ tâm. Tối nay huynh ở lại đây nghỉ với tôi, tôi muốn dứt bỏ phiền muộn, để xem trong lòng có thư thái được không. Tối nay quan tổng trấn Bắc Thành có mời cơm quan chánh sứ và đoàn đi sứ rồi, còn việc trút bỏ bầu tâm sự có lẽ sẽ phải nhờ người khác.
bạn bè bây giờ thế đấy. Tôi sẽ dành cho quan chánh sứ một sự bất ngờ. Xin đa tạ. Xin cáo biệt. Đa tạ quan tuyên phủ. Xin cáo biệt. Đa tạ. Nàng đi với ta chứ? Lớn gọi người khác đi, họ trẻ hơn. Nàng đừng nói nữa, đi nào. Nàng có phải tên là Cầm không? Thưa quan lớn, gái không có tên nữa. Chẳng lẽ nàng không nhận ra người quen cũ sao? Được không? Bé chỉ biết gái là con Át đã già. Chuyện mua vui cho tiện hạ. Còn ngài là gần chánh điện đại học sĩ. Cái làm sao quen được ạ? Thôi, nàng đừng làm mình làm mẩy với ta nữa. Hãy ngâm cho ta nghe một khúc mà nàng thực sự cảm động, được không? Dạ được. Nàng hãy ngồi trên ghế mà ngâm. Cũng có kẻ lơ làng.
một kiếp. Liều tuổi xanh ngắn huyệt buôn hoa. Đừng ngâm nữa. Nàng có biết khi ta viết những dòng này ta đau lòng lắm không? Dạ biết. Nhưng quan lớn có biết khi ngâm những lời thơ này ngài cũng đau lắm không? Ta viết những dòng này không phải để làm đau đớn người khác, mà ta muốn mọi người chia sẻ nỗi đau với ta. Nhưng thôi, hãy uống với ta chén rượu này. Ta mời nàng. Sao quan lớn không gọi bọn gái trẻ vào hầu mà lại gọi gái già này? Ta muốn tìm lại hình bóng ngày xưa của ta và nàng. Ngày xưa đã chết rồi thưa quan lớn. Không, cái ngày xưa chỉ chết khi không còn ai nhớ đến nó thôi, nàng ạ. Tuổi còn xuân sắc, ngài đã từng hiến dâng cho quan lớn, nhưng quan lớn lại khước từ. Ta xin ngài, nàng hãy lượng thứ cho ta. Còn bây giờ ngài đã già rồi, không còn xứng đáng với quan lớn nữa. Xin quan lớn, nàng làm ta buồn, nhưng nàng có lý. Thôi, nàng đi ngủ đi. Long Thành giai nhân, tính thị bất kỳ thanh, độc thiện Nguyễn Cầm, cử thành chi nhân
dĩ cầm danh, học đắc tiên triều cung trung cung phụng khúc, tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh. Long Thành cầm giả ca. Chuyện kể rằng gần núi Cánh Diều ở Thanh Hoa ngoại có một cái giếng đá cổ rất giống cây đàn nguyệt, nước trong và mát, nhưng không ai dám uống vì sợ con gái uống vào sẽ tương tư, con trai uống vào sẽ đi biệt xứ. Lại có người đồn rằng cứ vào những đêm trăng sáng, người ta lại nghe thấy tiếng đàn nguyệt vọng lên từ đáy giếng, nghe văng vẳng day dứt. Chuyện là vậy, không rõ thực hư thế nào. Mơ là mơ thường mặn đi.
sao.